Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 9. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất tại các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Quảng Nam bàn phương án khám bệnh chữa bệnh COVID-19 tại các bệnh viện ngoài công lập. Ấn tượng những ngày di sản châu Âu ở Pháp. Thưa quý vị, sáng qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến với một số địa phương về tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Với quan điểm tháo gỡ và mau chóng phục hồi hoạt động các khu công nghiệp sau những tác động chưa từng có của đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương và từng doanh nghiệp phải có biện pháp duy trì sản xuất trong điều kiện an toàn phòng dịch. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong công điện 1079 CDTTR gửi tới 10 bộ trưởng, trong công điện, Thủ tướng lưu ý các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành mình. Các bộ ngành cần tập trung cao nhất để nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn cản trở các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí xây dựng. Quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ. Tại hội nghị trực tuyến để tiếp tục nắm tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc và giải pháp phục hồi hoạt động các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, tuyệt đối không để xảy ra những ổ dịch lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất. Mục tiêu thống nhất là ổn định sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp hiệu quả trên cơ sở xác định rõ chủ thể, trung tâm để giải quyết vấn đề an toàn phòng dịch gắn với duy trì và phát triển sản xuất. Để khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường mới, hàng loạt nhóm vấn đề đã được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương và từng doanh nghiệp giải pháp linh hoạt hỗ trợ khôi phục và duy trì sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch, không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại để phục hồi sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đã đến trao nhà tình thương cho gia đình ông Phan Thanh Xoa ở thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Qua hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có diện tích trên 100m² với kinh phí xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chương trình Sales Love thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình ông Xoa 60 triệu đồng và nguồn hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách của tỉnh là 40 triệu đồng. Gia đình ông Phan Thanh Xoa thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội thảo trực tuyến với sở ban ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đầu ngành về giải pháp bảo vệ, quản lý tổng hợp vùng bờ tại lưu vực sông Trường Giang, Quảng Nam. Dự hội thảo có đại diện Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định sông Trường Giang là tuyến giao thông thủy quan trọng trong mạng lưới giao thông đường thủy nội địa của vùng, kết nối các khu dân cư, khu kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Chính vì vậy, giải pháp bảo vệ, quản lý tổng hợp vùng bờ tại lưu vực sông Trường Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, kết hợp phòng chống ngập lụt và tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế khu vực, thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch, nâng cao chất lượng theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường khả năng thoát lũ và mở ra hướng nghiên cứu thoát lũ cho thành phố Tam Kỳ và các vùng dân cư dọc sông. Tại hội thảo, các báo cáo tập trung làm rõ các giải pháp kỹ thuật và quản lý tổng hợp cho lưu vực sông Trường Giang, trong đó có việc cải tạo, xây dựng tuyến đường ven biển phía đông, phục hồi sông Trường Giang để quản lý rủi ro lũ lụt và phát triển đường thủy nội địa, xây dựng cầu vượt sông Trường Giang để tăng cường kết nối đông tây. Đồng thời nghe các chuyên gia chia sẻ chuyên môn quốc tế về xói lở và bồi lắng bờ sông, khảo sát kỹ thuật dựa trên tự nhiên và các biện pháp mềm phù hợp với tiểu lưu vực.
liên quan đến chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tại lưu vực sông Trường Giang. Các đại biểu cũng được chuyên gia tập trung làm rõ giải pháp tái tạo kinh tế, khôi phục hệ thống tự nhiên và đóng góp bền vững vai trò văn hóa xã hội của dòng sông, nâng cao khả năng chống chịu thoát lũ vùng bờ, đặc biệt trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh thành phố Tam Kỳ. Giải pháp bảo vệ quản lý tổng hợp vùng bờ tại lưu vực sông Trường Giang là một trong những hợp phần thuộc dự án phát triển tích hợp thích ứng tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới tài trợ với kinh phí khoảng 92 triệu đô la Mỹ, không bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và phân bổ dự phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chiều qua chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế để nghe hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành ở tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tại Quảng Nam, từ ngày 18 tháng 7 đến nay ghi nhận 649 ca bệnh, trong đó 31 ca bệnh cộng đồng, 407 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 52 ca nhập cảnh. Trên địa bàn Quảng Nam có 368 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập với gần 1.400 nhân lực y tế. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai tiếp nhận, phân luồng, sàng lọc, cách ly ca bệnh thường xuyên tại tất cả cơ sở khám bệnh chữa bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và chuyển tuyến theo quyết định của Bộ Y tế. Nhằm tiếp tục triển khai điều trị công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các cấp độ dịch COVID-19, tại cuộc họp, nhiều ý kiến của các bệnh viện ngoài công lập cho rằng trang thiết bị máy móc như máy thở, vật tư y tế, đầu tư hệ thống oxy hóa lỏng, chi phí rất lớn, các bệnh viện chưa thể trang bị được. Tuy nhiên, các bệnh viện sẵn sàng dành 40% giường bệnh nội trú để thu dung quản lý điều trị COVID-19 khi dịch bệnh bùng phát ở cấp độ 4 trở lên, theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện về cơ sở vật chất hầu như là một khối nhà khám và điều trị chung nên khó thực hiện bệnh viện tách đôi. Trong khi đó, số lượng đầu thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu rất lớn. Điều này sẽ gây khó khăn cho người dân đăng ký đầu thẻ bảo hiểm y tế tại các bệnh viện. Khi các bệnh viện ngoài công lập chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19 nhưng chưa có quy định cụ thể viện phí, thanh toán test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các cơ sở khó thanh toán bảo hiểm y tế. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mọi hoạt động. Thời gian đến, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tiếp tục xây dựng kế hoạch sẵn sàng nguồn nhân lực, trang thiết bị khi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh cần điều động. Tỉnh đã có phương án ứng phó 30.000 ca bệnh COVID-19 và cố gắng tách bạch các ca bệnh COVID và ca bệnh thông thường, làm tốt công tác xét nghiệm, tiêm chủng, nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh phải an toàn. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tập đoàn FPT về việc triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, tập đoàn FPT giới thiệu sản phẩm FPT EcoVac, giải pháp chuyển đổi số tổng thể giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân nâng cao hiệu quả chủ động ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây là giải pháp được tập đoàn FPT xây dựng từ sự kết hợp giữa thực tiễn FPT hỗ trợ các địa phương chống dịch. Nội dung giải pháp chuyển đổi số tổng thể FPT EcoVac bao gồm chỉ đạo xanh, an sinh xã hội xanh, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà, doanh nghiệp xanh, lưu chuyển xanh và giáo dục xanh. Theo nhà phát triển, giải pháp, việc áp dụng thành công sản phẩm FPT EcoVac sẽ góp phần giúp giảm thiểu tối đa số lượng F0 tử vong, tối đa bình thường xanh, trong đó có phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế và sống chung an toàn với dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới. Tại buổi làm việc, tập đoàn FPT giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề kết nối dữ liệu của tỉnh Quảng Nam với hệ thống dữ liệu quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao những giải pháp công nghệ của tập đoàn FPT, đồng thời mong muốn FPT trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh sẽ tư vấn hỗ trợ và chuyển giao công nghệ giúp Quảng Nam có thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Đối với một số phần mềm hỗ trợ chống dịch đang được triển khai tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông kiện toàn phần mềm tờ khai y tế theo hướng dẫn ngắn gọn hơn, tiện lợi hơn, giúp người dân sử dụng dễ dàng hơn. Tại xã Phước Chánh, huyện miền núi Phước Sơn, sáng qua Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam mở lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các đại biểu là dân tộc giải triên đều được đeo khẩu trang sát khuẩn trước khi vào tập huấn và giữ khoảng cách an toàn.
Cũng trong buổi tập huấn, những kiến thức phòng chống dịch COVID-19, quy tắc 5K của Bộ Y tế đã được các giảng viên hướng dẫn tận tình đến bà con. Tiếp đó, bà con giải triền được nghe và trao đổi về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những hệ lụy ảnh hưởng đến giống nòi và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Phước Chánh nói riêng và huyện Phước Sơn nói chung. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, đã kịp thời chia sẻ những khó khăn của người lao động trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Cụ thể, thành phố Tam Kỳ đã hỗ trợ cho 15 lao động ngừng việc với số tiền 27 triệu đồng, hỗ trợ cho 3 trẻ em cách ly với số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố cũng phê duyệt danh sách kinh phí đối với 36 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch với số tiền 108 triệu đồng. Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh, đã phối hợp chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tuyên truyền thông báo công khai. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay ngừng việc đối với 121 lao động với số tiền 474 triệu đồng. Về thực hiện nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định hỗ trợ cho 46 lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và đã thực hiện chi trả cho 23 lao động tự do với số tiền 46 triệu đồng. Chiều qua, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã đến thăm tặng quà trung thu cho trẻ em đồng bào dân tộc Co tại làng Suối Dưa, xã Tiên Lập và Hang Dơi, xã Tiên An. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết trung thu thật vui vẻ đầm ấm. Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao 102 suất quà cho trẻ em đồng bào Co, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, trong đó 200.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang một ý nghĩa thiết thực, góp phần đem Tết trung thu bổ ích đến các em thiếu nhi đồng bào. Qua đó, động viên tinh thần, tạo động lực để các em cố gắng vượt qua khó khăn, chăm chỉ đạt thành tích cao hơn trong năm học mới, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cung cấp hồ sơ thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cung cấp hồ sơ về 8 vấn đề, trong đó đáng chú ý có hồ sơ về việc thành lập hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, tổ phản ứng nhanh, tổ COVID cộng đồng, thông tin về công tác chăm lo an sinh xã hội và gói hỗ trợ an sinh số 2. Việc cấp phát túi an sinh, chuẩn bị suất ăn cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn, việc cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian thành phố giãn cách xã hội. Các địa phương cũng được yêu cầu cung cấp hồ sơ thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về công tác tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong, công tác xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, công tác tiêm vaccine và hoạt động của trạm y tế lưu động, việc cấp phát túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến ngày 19 tháng 9 đã có 82.000 người giao hàng bằng xe công nghệ, tức là shipper, đăng ký hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong vài ngày tới số lượng shipper sẽ lên tới 92.000 người. Từ khi shipper được phép hoạt động trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ chạy nội quận đến nay chạy liên quận, số lượng tăng dần từ trên 17.000 người lên đến gần 25.000 người. Và ngày 19 tháng 9 có tới 82.000 shipper đăng ký hoạt động. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng shipper đăng ký hoạt động sẽ tiếp tục tăng lên, dự kiến đến trên 92.000 người. Số lượng shipper tăng nhanh nên xảy ra tình trạng quá tải khi lấy mẫu xét nghiệm ở các trung tâm y tế, trạm y tế lưu động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu lượng shipper đăng ký hơn 92.000 người sẽ vượt quá khả năng lấy mẫu xét nghiệm của hơn 500 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố. Ngành y tế thành phố đang cố gắng cấp thêm bộ kit test nhanh, tăng cường nhân lực hỗ trợ các trạm. Thưa quý vị, Hà Nội đang rất nỗ lực và đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để đáp ứng tốt nhu cầu về hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân tại các vùng đang thực hiện giãn cách. Bên cạnh việc hướng dẫn các địa phương điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố cũng đã phối hợp với các ngành chức năng. Thiết lũy lệnh quân khu 9 mới đây đã cử thêm 30 cán bộ quân y, trong đó có 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Quân y 121 tham gia hỗ trợ Kiên Giang chống dịch. Đây là lần thứ tư quân khu 9 hỗ trợ lực lượng quân y cho các địa phương phòng chống dịch COVID-19.
toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 6 cơ sở điều trị COVID-19 đang thu dung điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân, 4.238 tổ COVID cộng đồng, 459 tổ truy vết, 654 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Sự hỗ trợ của lực lượng quân y quân khu 9 sẽ góp phần cùng địa phương nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nên Tết Trung Thu năm nay điều khác hơn mọi năm, nhiều em nhỏ không có các hoạt động phá cổ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ hay là xem hội lân. Nhưng thay vào đó, mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình sẽ tổ chức vui Tết Trung Thu phù hợp, đảm bảo quy định phòng chống dịch, ghi nhận tại huyện Nông Sơn. Mùa trăng rằm năm nay, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, các em không tham gia đêm hội trăng rằm như hàng năm, mà thay vào đó là các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trẻ em là con em của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch. Tại Quế Lâm, xã vùng xa của huyện Nông Sơn, Trung Thu năm nay các em nhỏ được đón nhận những phần quà, gồm bánh, kẹo, lồng đèn và những lời chúc mừng, lời động viên của các cấp. Trong tình hình dịch bệnh như thế này mà các cô chú về đây cùng chúng con vui Trung Thu thì chúng con cũng thấy rất là vui khi được gặp các cô chú, vì các cô chú đã không được xóa xa sâu để về đây chơi với chúng con. Và con xin hứa sẽ học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh những hoạt động trao tặng quà, nhiều hoạt động như tổ chức cho các em tham gia trực tuyến diễn đàn trẻ em năm 2021 hay trực tiếp thông hỏi động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng xanh, trao tặng học bổng cũng được các địa phương triển khai tổ chức nhằm góp phần động viên, nâng cao đời sống tinh thần cho các em thiếu nhi và gia đình, giúp mọi người luôn vững tin vượt qua những khó khăn trong đại dịch. Năm nay thì do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động Trung Thu năm nay huyện sẽ không tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ vui hội trăng rằm cho Trung Thu cho trẻ. Tuy nhiên thì huyện cũng rất là quan tâm đến tất cả các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trẻ em khuyết tật. Huyện cũng đã xuất ngân sách trao tặng 30 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt với Trung Thu năm này thì huyện là quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em của con, là con của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Huyện cũng đã đến thăm mà động viên chia sẻ các con em của lực lượng y tế, lực lượng dân quân, những món quà đó mục đích chia sẻ cái khó khăn cho các lực lượng yên tâm trong cái lĩnh vực chống dịch, một phần thì động viên cho trẻ vui chơi lành mạnh và có cái động lực để học tập cho thật tốt. Và với cái chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2021 là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, thì Ủy ban tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn cho các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vui Tết Trung Thu cho các cháu để cho có cái Tết Trung Thu đầm ấm, đoàn viên, để lại những cái kỷ niệm đẹp trong cái tuổi thơ của trẻ em, nhưng mà đảm bảo công tác phòng chống dịch này. Đối với ngành lao động thì còn tham mưu thêm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi, những cái chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68, quyết định 23 về cái hỗ trợ cho những cái trẻ em ảnh hưởng trực tiếp bởi cái COVID, đó là những trường hợp F0, những trường hợp F1. Thì đây là cái chủ đề và cái kế hoạch triển khai của Trung Thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy không rộn ràng như mọi năm, nhưng Tết Trung Thu năm nay, trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn từ miền ngược đến miền xuôi, vẫn cảm nhận được sự ấm áp, niềm thích thú đối với ngày Tết của trẻ. Công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên nhi đồng vẫn luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Hà Lan vừa khánh thành đài tưởng niệm hơn 100.000 công dân Hà Lan là nạn nhân trong tội ác diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã. Và đáng chú ý, đây là đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên được xây dựng tại Hà Lan. Lễ khánh thành đài tưởng niệm do nhà vua Hà Lan William Alexander chủ trì với sự tham dự của Thủ tướng Mark Rutte cùng đông đảo quan chức chính phủ tại trung tâm thủ đô Amsterdam. Đài tưởng niệm do kiến trúc sư Daniel Lisberkin, 75 tuổi thiết kế, ông cũng từng mất đi người thân trong thảm họa diệt chủng.
Công trình là sự kết hợp hàng trăm nghìn viên gạch ghi lại tên những người bị trục xuất khỏi Hà Lan và chết trong trại tập trung của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Nhìn từ trên cao, công trình tạo nên một dòng chữ bằng tiếng Hebrew có ý nghĩa là tưởng nhớ. Chi phí xây dựng đài tưởng niệm là 15 triệu euro và được tài trợ từ các khoản đóng góp trên khắp đất nước và từng bị đình chỉ trong nhiều năm do tranh cãi liên quan tới chi phí, địa điểm cũng như thiết kế. Sau một năm bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19, những ngày di sản châu Âu 2021 đã đánh dấu sự mở cửa trở lại của các địa điểm di sản và mang đến cho người dân những cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và khám phá trong 16.000 di tích mở cửa miễn phí trên khắp nước Pháp. Điểm nhấn của những ngày di sản châu Âu tại Pháp năm nay là các hoạt động tôn vinh di sản đường sắt nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra đời tàu cao tốc TGV. Nhân dịp này, du khách có thể tham gia các nhà ga cổ, những toa xe lửa và đầu máy huyền thoại từng ghi dấu ấn trong lịch sử đường sắt Pháp. Nhằm hướng tới giới trẻ, các di sản bảo tàng đã dành riêng một ngày để đón học sinh, sinh viên đến tham quan theo trường, lớp. Nước Pháp hiện có hơn 45.000 di tích lịch sử được bảo vệ, trong đó có khoảng 13.500 di tích đã được công nhận cấp quốc gia. Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ mới đây đã mở một cuộc điều tra mới đối với 30 triệu phương tiện do gần 20 nhà sản xuất ô tô chế tạo từ năm 2001 đến 2019 do nghi ngờ thiết bị bơm túi khí Takata sử dụng trên các phương tiện này có khả năng bị lỗi. Cuộc điều tra lần này bao gồm các mẫu xe được lắp ráp bởi các hãng sản xuất như Honda, Ford, Toyota, General, Nissan, Mazda, BMW, Porsche, Jaguar Land Rover và một số hãng khác. Dự kiến có khoảng 30 triệu xe cần được xem xét. Trong một thập kỷ qua, hơn 67 triệu máy bơm hơi túi khí của Takata đã được thu hồi ở Mỹ và hơn 100 triệu chiếc đã được thu hồi trên toàn thế giới, ghi dấu đợt thu hồi thiết bị bơm túi khí lớn nhất trong lịch sử. Khi thiết bị này có thể khiến các mảnh kim loại chết người bay ra trong trường hợp túi khí bung ra, cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ cho biết cần phải tìm hiểu thêm để đánh giá rủi ro trong tương lai của các máy bơm túi khí không bị thu hồi. Theo cơ quan trên, nguyên nhân của các vụ nổ máy bơm túi khí là do chất đẩy được sử dụng trong túi khí trên ô tô có thể bị biến chất do nhiệt độ và độ ẩm, biến thành nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Một triển lãm trưng bày các hiện vật tác phẩm được chế tác từ thủy tinh vừa mở cửa tại Bảo tàng Hermitage tại thành phố Sankt Petersburg, Nga. Triển lãm trưng bày hơn 500 tác phẩm hiện vật được chế tác từ thủy tinh của hơn 300 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Với tên gọi Thủy tinh, ô cửa sổ tới tương lai, đây là một trong những triển lãm về nghệ thuật đương đại lớn nhất thế giới. Các tác phẩm được trưng bày tại đây bao gồm nhiều thể loại, từ các tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ tới những tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Triển lãm nằm trong dự án được triển khai từ năm 2009 và đã được tổ chức trưng bày ở nhiều quốc gia khác nhau. Tại Bảo tàng Hermitage, triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những tin tức tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa, mưa rào, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 78 đến 93%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Parao nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%, gió nhẹ.
Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qdt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.